Xin chào các bạn đã đến với vlog tiếp theo của Yêu Máy Bay. Và lần này chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn một cái vlog mang chủ đề đó là những dịch vụ miễn phí mà có thể bạn không biết khi chúng ta đi máy bay. Và sau đây thì chắc vào việc luôn ha. Như trong một cái vlog gần đây chúng ta có đề cập đó là cái chuyện mà mình đặt suất ăn theo bệnh lý hoặc theo tôn giáo miễn phí đúng không? Thì đây là dịch vụ hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể yêu cầu mà không có phải tốn thêm một khoản phí nào hết. Nhưng mà các bạn nhớ là trong trường hợp này phải đặt trước 24 tiếng. Và các bạn có thể xem lại cái vlog lần trước mà Yêu Máy Bay đã đề cập để biết thêm chi tiết. Một cái dịch vụ mình nghĩ là cách gia đình sẽ rất là quan tâm đó là chúng ta có hai dịch vụ hỗ trợ dành cho gia đình. Là thứ nhất là hãng sẽ hỗ trợ vận chuyển các cái xe đôi hoặc là xe loại xe đẩy hoặc là và xe lăn miễn phí cho các cái thành viên trong gia đình hoặc là các cái thành viên đi cùng trên máy bay. Nếu mà là khách là trẻ em dưới 2 tuổi á, thì mình xe nôi của mình mang theo trên chuyến bay sẽ được vận chuyển miễn phí. Và đặc biệt là mình còn có thể yêu cầu cho xin một cái xe nôi để mình mang lên trên máy bay. Không phải cái xe nôi, như là cái nôi. Cái nôi để cho em bé có thể nằm vào và chúng ta có thể mang lên máy bay một cách thuận tiện. Cái nôi đó là của hãng luôn đúng không? Của hãng luôn. Dạ. Cái thứ hai thì cái này là gia đình em cũng đã có từng sử dụng dịch vụ. Đó là dịch vụ vận chuyển xe lăn miễn phí cho người lớn tuổi. Thì người nhà của em lớn tuổi, mình phải đẩy xe lăn vào, thì sau khi mà mình làm check in xong á, người ta sẽ đưa cái xe lăn của mình xuống hầm hành lý luôn. Sau đó người ta hãng, nhân viên của hãng sẽ đưa một cái xe lăn riêng của mình mặt đất đưa qua và nhờ hẳn một chị nhân viên mặt đất đẩy người nhà em lên tới tầng cửa. Lần trước đi Penang là suýt nữa là anh đã phải đặt dịch vụ cho Long rồi. Long đó vừa bị té xe xong và lúc đó thì cũng may đến cái ngày nó đi thì là chân đi lại bình thường rồi, nhưng mà chứ không anh kêu Long nếu cần thì anh sẽ đặt cho Long. Long với hai người đẩy và cái tiếp theo thì đó là việc đi cái hãng truyền thống thì chúng ta được phục vụ đồ ăn thức uống trên máy bay. Nhưng mà ngoài cái giờ đó ra thì khi mà chúng ta cảm thấy khát nước thì mình cũng có thể xin nước uống của tiếp viên đúng rồi, thoải mái luôn. Đúng rồi, nước thì anh nghĩ là khá thoải mái vì nước nó cũng thứ nhất cũng rẻ, vì thứ hai là nó cũng không phải cái gì đắt đỏ lắm ha. Tại vì đi trên máy bay thì đôi khi là không khí trong máy bay rất là khô và nhất là những chuyến bay đường dài thấy là tiếp viên phục vụ nước liên tục. Và thậm chí là ở cái galley, cái chỗ khu vực bếp của họ bày ra luôn, họ bày họ rót một loạt nước, họ để đó ai đi quay lại uống lấy thoải mái. Cũng là những chuyến bay đường dài thì theo kinh nghiệm của anh thấy là giữa những chuyến bay, ví dụ như là những chuyến bay đường dài đi, thường người ta sẽ phục vụ từ 2-3 bữa ăn. Và ngoài những bữa nào đó nếu mà khách đói thì là khách có thể là gọi thêm mì ly miễn phí luôn, ví dụ Vietnam Airlines hay là Emirates hay một số hãng khác, ví dụ như Qatar Airways đi, giữa các đây họ cũng sẽ phát cho mình những cái bánh hay là những cái sandwich này kia, đồ ăn nhẹ. Ngoài ra trên chuyến bay còn cái gì mà có thể chúng ta sử dụng miễn phí nữa là wifi thì bây giờ có rất nhiều hãng có wifi trên máy bay. Không chỉ các tàu bay lớn đâu mà các tàu bay như là 737 cũng có, 320 cũng có. Nói chung là tùy cái hãng họ có lắp đặt thiết bị lên hay không. Nhưng mà thường có miễn phí chúng ta. Theo như em thấy thì cái số lượng hãng mà cho sử dụng wifi miễn phí thì rất là ít. Nhưng mà có một số hãng tính tiền, nhưng mà người ta sẽ có những cái gói, gọi là những cái gói ban đầu thì nó sẽ rất là rẻ. Ví dụ như bạn có thể chỉ cần phải trả 0.5 đô hoặc chỉ là 1 đô thôi cho vài ban đầu, hoặc là trong vòng khoảng thời gian 5 hoặc là 15 phút đầu tiên sử dụng. Emirates ban đầu là cho 5 mê miễn phí. Nhưng mà sau đó thì họ sẽ bán, nhưng mà thực ra bán anh thấy giống như bán này giống như là cho không biết thêm á. Vừa bán vừa cho. Là 1 đô nhưng mà xài tới 500 mê lận xài như khi chạy chuyến bay chả biết làm gì. Cho nó hết cái số đó.
đối với một số hãng thì có dịch vụ giải trí trên bay trên cả cái chặng quay ngắn lẫn bay dài, và có cái tay cầm và có màn hình phía trước mặt thì chúng ta có thể dùng nó để xem phim hoặc là chơi game, thì cái đó anh nghĩ là rất là hay. Ví dụ như anh vừa anh đi Malaysia Airlines được, kể cả đi hàng phổ thông nha, cái ghế ngồi của họ cũng có cái màn hình giải trí để xem phim rồi chơi game rồi đọc tin tức này kia, và kể cả những chặng bay ngắn như là từ Sài Gòn đi Kuala Lumpur thì họ cũng có cung cấp cả tai nghe cho mình nữa. Và nhất là những bay đường dài thì bao giờ các hãng truyền thống á cũng sẽ có cái giải trí cho bạn. Vâng, và nhân tiện nhắc đến những chuyến bay đường dài thì như các bạn đang thấy Long và anh Hoàng đang cầm đây rất là nhiều những cái túi đồ cá nhân, và nó đầy đủ hình hài, đầy đủ kích thước và rất màu là sắc. Màu sắc và chất liệu. Thôi, đừng có để anh cầm giùm, anh đem về giùm cho. Vâng, và những cái túi đồ này đặc biệt cho những chuyến bay dài thì hình như em nghe nói là phải mình phải đi hạng thương gia mình mới được cho mấy cái túi này hạng thương gia hết đó. Cái này hạng thương gia của Eva nè, cái này hạng thương gia của Vietnam Airlines nè, cái này Vietnam Airlines luôn, cái này của Lufthansa, cái này như của Aeroflot, còn cái này là của Vietnam Airlines, thì nó có hình bông bông sen này nè các bạn thấy không. Nhưng mà anh nhớ là thực ra thì một số hãng khá xịn thì là họ sẽ cung cấp cho mình cái bộ đồ dùng luôn, mặc dù nó ít hơn của hãng thương gia thôi. Ví dụ anh đi Aeroflot đi thì họ sẽ cung cấp cho mình một cái, không, cái này của hãng thương gia rồi, hãng phổ thông thì nó đơn giản lắm, thì trong cái gói đó họ có một cái dép, cái dép mà dạng mà đi trong phòng á, dép mà mỏng 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 á, hay là như Singapore không có. Singapore Airlines thì lần trước là người nhà đi thì họ hạng phổ thông mà cũng khác, nhưng một cái túi, một số cái đồ dùng rất là cơ bản. Hay là một số hãng của Trung Đông khác họ cũng phát, thì đó là hoàn toàn là những cái dịch vụ miễn phí mà tất nhiên không phải hãng nào họ cũng sẽ cung cấp cho bạn những túi đồ dùng như vậy. Và ngoài một số dịch vụ miễn phí trên máy bay thì chúng ta còn được phục vụ một số dịch vụ ở dưới máy bay, và chúng ta sẽ được phục vụ dưới mặt đất. Và ngoài một số dịch vụ trên máy bay thì chúng ta còn có một số dịch vụ dưới mặt đất và hoàn toàn free. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta delay trên bao nhiêu tiếng ta? Tùy hãng, tùy hãng, nhưng mà như Vietnam Airlines là như từ 1 đến 2 tiếng là được phục nước uống nè. Rồi từ bao nhiêu ta? Từ 2 đến 6 tiếng là chúng ta sẽ được phục vụ đồ ăn và nước uống. Nếu còn trên 6 tiếng thì sao? Giờ nếu mà trên 6 tiếng thì tùy thuộc vào sân bay, ở cái nơi mà mình xuất phát đó, người ta sẽ sắp xếp cho chúng ta khách sạn để hoặc là chỗ ở, tùy thuộc vào điều kiện sân bay. Tùy thuộc vào điều kiện sân bay. Đi Vietnam Airlines ít hơn, chưa hơn mình mà như là rành hơn mình luôn. Em không được đi cho nên là em toàn ngồi ở nhà em đọc điều khoản luôn ạ. Còn bây giờ thì thời lượng cho vlog tuần này đã hết, và các bạn đừng quên subscribe vào kênh của chúng tôi trên YouTube và like fanpage trên Facebook để có những thông tin hàng không và những câu chuyện hàng không thú vị nhất. Sau giờ thì chào tạm biệt các bạn.